Tin mới nhất, ngày 20 tháng 6 năm 2022, kênh Đa Chiều dẫn nguồn thanh niên online đưa tin. Clip, đang ngồi trong quán cà phê, nam thanh niên tử vong sau tiếng sấm sét. Ngày 18 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thanh niên gục xuống đất, tử vong tại quán cà phê. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 17 tháng 6, anh T, 32 tuổi, quê Bình Thuận đang ngồi uống cà phê tại quán trong con hẻm đường Nguyễn Văn Công. Thời điểm này, trời có mưa lớn và sấm chớp. Sau khi nghe tiếng sấm sét, nhiều người phát hiện anh Tê gục xuống nền đất và tử vong. Sự việc được camera an ninh ghi lại. Nhận tin báo, công an quận Gò Vấp đã có mặt phối hợp với công an phường Ba Phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Nguyên nhân khiến nam thanh niên tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ, chưa biết có phải do bị sét đánh hay do bị đột quỵ. Hiện công an vẫn đang điều tra. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 3, quận Gò Vấp thông tin, qua vụ việc kênh đa chiều khuyên mọi người hạn chế dùng thiết bị điện tử khi có mưa rông. Không ngồi cạnh ban công cửa sổ và ngoài trời, tránh các trường hợp đáng tiếc. Bạn đang xem tin mới từ kênh đa chiều, được dẫn nguồn uy tín và nhanh nhất hiện nay. Để biết thêm nhiều tin tức hot trong và ngoài nước, hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chân thành cảm ơn.